Xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay Hôm nay là ngày thứ ba tại Hoa Kỳ ngày 1 tây tháng 9 năm 2020 Ở Việt Nam hôm nay đã là ngày thứ tư ngày 2 tây tháng 9 Thì chúng ta nhìn vào tình hình của thuyền crypto ngày hôm nay Các bạn thấy được là có cái sự tăng trưởng rất là tốt Và ngày hôm nay là một ngày mà cũng rất là sôi động về mặt giá cả trên thị trường crypto các bạn thấy được là giá của BTC hôm nay cách đây khoảng chừng là 10 tiếng đồng hồ thì đã phá 12.000 đô thêm một lần nữa. Lúc đó là khoảng chừng 12 084 đô. Và các bạn đang nhìn vào biểu đồ trên sàn Coinbase thì các bạn thấy là trong vòng 5 tiếng đồng hồ vừa qua thì giá của BTC đã trả trở về một phần. Bây giờ ở mức là 11.873 thì vẫn cao hơn so với cái giá của Bitcoin ngày hôm qua thì các bạn thấy là chúng ta đã bước qua cái tháng 9, hôm nay là ngày đầu tiên của tháng 9 và chúng ta có thể thấy được là giá của BTC trong toàn tháng 8 là chưa hề xuống dưới 10.000 đô các bạn thấy được để thường zoom ra để các bạn thấy rõ hơn thì chúng ta bắt đầu cái tháng 8 này để thường cho các bạn nhìn vào giá cả một cách rõ ràng hơn thì các bạn thấy được là cái điểm thấp nhất ở trong tháng 8 này lúc đó là giá của BTC là 10.500 cái lúc mà giá BTC đi xuống mạnh trong như một ngày thì các bạn thấy được là trong nguyên cái tháng 8 chúng ta chưa hề thấy BTC một lần nữa lại đi trở xuống dưới 10.000 đô cho nên nguyên một tháng 8 chúng ta đã nằm trên cái con số là trên 10.000 đô và có một điều mình muốn chia sẻ với các bạn là có thể nào đây là lần cuối cùng mà chúng ta thấy giá của BTC dưới 10.000 đô hay là không thường sẽ chia sẻ một cái biểu đồ mà thường đã chia sẻ trước đây với các bạn thêm một lát nữa nhưng mà chúng ta nhìn vào giá cả của BTC hôm nay thì tuy là chúng ta không có cái sự tăng trưởng mạnh tăng 2,21% vẫn là một màu xanh và trên thị crypto có rất nhiều màu xanh ngày hôm nay nhưng mà những altcoin thì có cái sự tăng trưởng mạnh hơn và trước khi mà thuận đi vào thêm chi tiết thì cũng như thường lệ tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự các bạn đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển và có rất nhiều bạn hỏi thuận về Yon Finance đồng YFI thuận đã làm một cái video thì đã đăng hồi sáng này cái đây 4 tiếng đồng hồ liên quan tới đồng YFI đó chính là cái video 690 nhưng mà nào mà chưa xem thì có thể bấm vào để mà xem cái video đó các bạn thấy là đồng bị tới bây giờ một đồng mà được nói tới rất là nhiều uh, trong vòng mấy ngày qua và đặc biệt là ngày hôm nay đã tăng lên 7,77 phần trăm ba con số 7 các bạn thấy được bây giờ là mức là 470 đô 82 cent cho một đồng Ethereum tiếp tục đi về cái hướng là 500 đô thì các bạn nhìn vào những đồng khác cũng có cái sự tăng trưởng mạnh hơn các bạn nhìn vào cái biểu đồ trên cho coin 360 này thì một cách các bạn có thể dễ dàng nhận được là đồng nào đang tăng trưởng mạnh là cái màu đó đậm hay là nhạt các bạn thấy được là cái màu xanh mà càng đậm có nghĩa là tăng trưởng càng nhiều chúng ta nhìn vào đồng XRP thì tăng 6,17% phần trăm đồng Binance Coin thì tăng 8,93% ở mức là 25 đô ngày hôm nay. EOS cũng đã tăng 7,46%, Tron đã tăng 12% và vân vân. Có rất nhiều đồng altcoin đã tăng ngày hôm nay thì các bạn thấy là thị trường rất là sôi động. Chúng ta nhìn vào giá cả ở trên con các bạn thấy được là đồng Tether một lần nữa lại trở về vị trí thứ ba và đá đồng XRP vào vị trí thứ tư các bạn thấy là cái vốn hóa thì thực ra mà nói là cả hai bên bây giờ cái sự khác biệt là không có nhiều các bạn thấy được là cái sự khác biệt giữa XRP và Tether chỉ có là 4 triệu ở thời điểm hiện tại các bạn cũng đã biết trong thị crypto này 4 triệu có thể là trong vòng chỉ có vài phút là đồng XRP có thể lấy lại vị trí thứ ba nếu như mà đồng XRP có cái sự tăng trưởng tiếp tục cho nên chúng ta sẽ tiếp tục chờ đợi coi coi là trong cái thời gian dài tới đây đồng tether có tiếp tục in ra nhiều nữa hay là không chứ nếu như mà đồng tether có tiếp tục in ra thì thuận thấy là đồng XRP có tăng trưởng mạnh cũng sẽ không có theo kịp đồng tether và thậm chí đồng tether hoàn toàn có khả năng để mà chiếm vị trí thứ hai nếu như mà họ có tiếp tục in nhiều các bạn thấy là đồng tether bây giờ tổng số vốn hóa là 13 tỷ so với Ethereum 52 tỷ có nghĩa là các bạn thấy nếu như mà đồng tether in ra cái số lượng nhiều hơn gấp 4 bây giờ thì đồng Tether sẽ trở thành cái đồng lớn thứ nhì nhưng mà nếu như mà từ thứ nhì mà muốn chiếm vị trí thứ nhất của Bitcoin thì lại phải in ra hơn 4 lần nữa cho nên các bạn thấy là cái khoảng cách vẫn còn rất là xa nếu như đồng Tether muốn chiếm vị trí đầu tiên nhưng mà nếu muốn chiếm vị trí của đồng Ethereum thì tôi nghĩ là trong thời gian khoảng chừng là một tới hai năm tới đây là một điều hoàn toàn có thể nếu như mà đồng theo đời cứ tiếp tục in mạnh như vậy. Tuy nhiên, một điều mà chúng ta không biết là Ethereum có tăng mạnh hay là không. Trở lại chúng ta nói tới Bitcoin thì nhiều người thì cho là chúng ta sẽ không thấy Bitcoin dưới 10.000 đô một lần nữa có nghĩa là chúng ta sẽ mãi mãi không thấy Bitcoin xuống dưới 10.000 đô và thật ra câu nói này chúng ta đã nghe rất là nhiều lần cho nên nhiều khi khi một người nào đó nói đây lần cuối cùng chúng ta thấy Bitcoin dưới 10.000 đô thì Bitcoin lại đi trở xuống dưới 10.000 đô cho nên đã trở thành à, một cái trò cười ở trong thị crypto này. Nhưng mà cái đợt này các bạn thấy cái sự khác biệt so với những cái đợt trước đây thì các bạn thấy là cái đợt này chúng ta đã bắt đầu qua khỏi 10.000 đô vào ngày 27 Tây tháng 7 năm 2020. Tính tới ngày hôm nay là đầu tháng 9 các bạn thấy đã là 36 ngày liên tục Bitcoin không có đi xuống dưới 10.000 đô thì 36 ngày liên tục các bạn có thể là không thể hình dung được là cái con số này quan trọng như thế nào nhưng mà nào mà đã xem cái video thường chia sẻ cái một tuần thì cũng đã thấy cái tài liệu mà mình thường đang chia sẻ thường chỉ mới update lại một số những cái thông tin dựa theo cái số ngày ngày hôm nay thì các bạn thấy được là cái đợt mà BTC trên 10.000 đô liên tục 36 ngày dài thứ nhì ở trong lịch sử của BTC các bạn thấy là cái đợt dài nhất đó chính là trên 10.000 đô liên tục 63 ngày hồi bắt đầu là tháng 11 năm 2017 ngày 30 tây tháng 11 nhưng mà cái đợt này đợt thứ nhì các bạn thấy là trong vòng 3 năm qua thì có nhiều đợt Bitcoin đã qua khỏi 10.000 đô nhưng mà chỉ có thể ở trên cái con số 10.000 đô này một thời gian ngắn như là các bạn thấy là năm 2018 đã có hai lần Bitcoin qua khỏi 10.000 đô nhưng mà chỉ có thể ở trên cái số 10.000 đô à, chỉ có là 9 ngày trong cả hai đợt năm 2018. Năm 2019 thì cũng tương tự các bạn thấy là Bitcoin đã qua khỏi 10.000 đô liên tục 3 lần nhưng mà các bạn thấy là tháng 6 chỉ lên có 25 ngày rồi đi ngược trở xuống tháng 7 lên 28 ngày lại đi chợ xuống dưới 10.000 đô và tháng 9 lên 21 ngày rồi lại đi chợ xuống 10.000 đô Đợt này có phải là đợt Bitcoin sẽ trên 10.000 đô lâu dài nhất Hay là có thể Bitcoin có thể là sẽ không bao giờ trở lại dưới 10.000 đô nữa hay là không Nói tới đây thì các bạn cũng đã thấy là nhiều người thì nói là Bitcoin có thể là trở lại xuống 10.000 đô Nhưng mà không ai chắc chắn được các bạn thấy là trước đây khi mà Bitcoin tăng trưởng qua khoảng 1.000 đô thì nhiều người cũng nói cái sự tương tự nói là Bitcoin sẽ không bao giờ trở lại dưới 1.000 đô nữa nhưng mà nhiều đợt Bitcoin cũng rớt dưới 1.000 đô. Nhưng mà sau đó các bạn thấy được là sau năm 2017 khi mà Bitcoin qua 10.000 đô cho đến ngày hôm nay coi như là 3 năm qua thì Bitcoin không có xuống dưới 3.000 đô chứ đừng có nói là xuống tới 1.000 đô. Thì cũng tương tự một ngày nào đó các bạn sẽ thấy được là chúng ta nhìn vào tình hình của Bitcoin và nhiều người sẽ nói là chúng ta là một trong những người rất là may mắn có thể mua được Bitcoin ở cái mức là dưới 10.000 đô Cũng như là bây giờ chúng ta nhìn vào những cái người mà đầu tư Bitcoin trước đây khi mà giá Bitcoin dưới 1.000 đô Thì các bạn đang nghĩ là đó là những người may mắn có thể là tham gia Bitcoin vào những ngày đầu tiên Nhưng mà thực ra mà nói may mắn hay là không may mắn cũng là tùy quan điểm mọi người Tại vì các bạn thấy được là khi mà giá cả BTC tăng thì các bạn nói là người ta may mắn cũng như là sau này khi mà Bitcoin đạt được 100.000 đô. Tại vì thường có cái lòng tin rất là vững chắc là Bitcoin sẽ qua 100.000 đô nhưng mà đương nhiên thì không biết được là khi nào. Nhưng mà với cái tình hình hiện tại thì thường hoàn toàn tin tưởng là Bitcoin vốn hóa sẽ ngày càng lớn mạnh và sẽ một ngày nào đó qua khoảng 100.000 đô cho một đồng BTC thì lúc đó những người mà mua giá BTC khi mà Bitcoin đã là 100.000, 110.000 thì nhìn lại thời điểm này sẽ nói là chúng ta may mắn nhưng mà có phải chúng ta may mắn hay là không các bạn cũng đã thấy được là mỗi một thời đại đầu tư thì các bạn đều phải chấp nhận cái nguy hiểm và khi mà Bitcoin dưới 10.000 đô, dưới 5.000 đô thì những người mà có lòng tin về thị trường này là có bao nhiêu người có thể chấp nhận nguy hiểm cao là có bao nhiêu người cho nên khi mà giá cả tăng lên thì Tuy nhiên những người mà họ đã chấp nhận nguy hiểm cao ở những cái thời điểm mà giá BTC thấp thì đương nhiên họ phải được một cái lợi nhuận xứng đáng. Đây là điều mà tôi muốn chia sẻ với các bạn liên quan tới giá cả của BTC có khi nào mà không trở về dưới 10.000 đô nữa hay là không. Tuy là chúng ta đã trải qua một mùa đông crypto cũng khá dài là 3 năm liên tục và tôi đã chia sẻ với các bạn trong vòng 3 năm qua là thường lúc nào cũng trung bình giá và trung bình giá không ngừng nghỉ hầu như là tuần nào cũng chung mình giá thậm chí là nhiều khi một tuần thường chung mình giá tới hai ba lần nhưng mà giá BTC bây giờ là đứng ở mức là 11.900 đô thì ngay cả bản thân thường cũng cảm thấy là giá BTC tại sao mà lên nhanh như vậy tại sao mà không lên chậm một chút để Thuận có thêm thời gian để mà tích lũy mà dù thường đã tích lũy rất là lâu và nhiều bạn có thể là cũng có cái cái cảm nghĩ tương tự như là thuận bây giờ vẫn có một cái phần FOMO, vẫn có một cái gì đó cảm thấy là chúng ta chưa có tích lũy đủ mặc dù là tích lũy trong vòng 3 năm qua. Thì tôi nghĩ là khi mà giá Bitcoin càng ngày càng tăng trưởng và nhất là giá Bitcoin ở trên cái đà này giả sử như là lên 12.000 đô trở xuống 10.000 đô và lên 14.000 đô trở xuống 12.000 đô thì chúng bạn thấy được là càng ngày thì giá của Bitcoin càng có một cái chân đứng vững chắc trên 10.000 đô thì càng ngày sẽ khiến cho càng nhiều người FOMO vào và thường đã chia sẻ với các bạn là trong cái tình hình hiện tại thì các bạn thấy được là giá BTC tuy là tăng trưởng chúng ta có sự sôi động ở trong thị trường crypto này và nhiều altcoin tăng lên nhưng mà phần lớn các bạn thấy là tiền chỉ từ Bitcoin chảy qua altcoin lớn altcoin lớn chạy qua altcoin nhỏ altcoin nhỏ chạy ngược trở về btc các bạn thấy được đây là cái dòng tiền mà đang chảy hiện tại chứ chúng ta vẫn chưa thấy được cái số lượng tiền lớn ào ạt đổ vào trong dòng một tháng qua hai tháng qua ba tháng qua có bao nhiêu người mà các bạn biết trong cuộc sống hàng ngày mà không có biết về crypto mà hỏi các bạn là làm sao để mà mua Bitcoin, làm sao để mà mua Ethereum, làm sao để bắt đầu. Thì các bạn thấy cái số lượng người đó là có chứ không phải là không có Tại vì các bạn cũng đã biết là Thuận có những cái affiliate link Những cái link refer mà Thuận để ở phía dưới video Hay là Thuận để ở trên trang web thuậncapital.com Và những cái link refer đó là có một cái link đó chính là link Coinbase Và link Coinbase là một cái link rất là tốt Để cho Thuận có một cái cách nhìn là bây giờ là có bao nhiêu người mới tham gia vào thị trường crypto này Tại vì thường thường những người mới tham gia vào nhất là ở Hoa Kỳ Thì họ sẽ bắt đầu từ sàn Coinbase và trong dòng khoảng chừng là hai tháng qua thì cũng có một cái số lượng người đã bắt đầu sử dụng Coinbase và mua tại vì đây là những người mà mới tham gia vào thị trường này cho nên thường cảm thấy là cũng có người mới tham gia nhưng mà chưa phải là cái lúc mà thị trường bùng nổ tuy là nhiều bạn có thể là thấy được là đây có phải là cái đợt bull run mà nhiều người nói tới hay là không thì đó với thường vẫn là chưa chúng ta chỉ là mới bắt đầu bắt đầu cái sự tăng trưởng mạnh mẽ trong thời gian tới đây tại vì BTC vẫn chưa phá được 20.000 đô cho đến khi nào mà Bitcoin phá được 20 000 đô lúc đó các bạn sẽ nghe những đài truyền hình những cái công ty truyền thông họ sẽ liên tục nói về Bitcoin và chúng ta sẽ thấy rất là nhiều người phô mô vào thị trường này những người mà trước đây chưa hề biết tới Bitcoin là gì và cũng như các bạn sẽ thấy được là sẽ có rất nhiều những cái dự án lừa đảo là ao ạt mở ra để mà thu hút tiền của mọi người vào hay là sẽ có rất nhiều những chuyên gia mà các bạn chưa hề nghe nói tới trong nhiều ba năm qua đột nhiên lại trở thành chuyên gia trong lĩnh vực crypto này cho đến thời điểm đó chúng ta thực sự vẫn chưa có phải là cái lúc mà bùng nổ thực sự của thị trường đây chỉ là mới bắt đầu và đây là một cái thông tin ngắn mà thuận muốn đem đến cho các bạn trong cái video ngày hôm nay nhưng mà trước khi mà thuận kết thúc video này thì có một bạn hỏi thuận về cái ứng dụng blockfi ở để comment ở phía dưới video thì thuận cũng muốn chia sẻ về cái ứng dụng này trước khi mà thuận kết thúc video thì nhưng mà nào mà có câu hỏi nào thì hãy để lại comment ở phía dưới nhiều khi là thuận bận công việc ở công ty không có nhiều thời gian nhưng mà tất cả comment thuận đều đọc và những cái comment mình nào mình thường cảm thấy là nhiều bạn thường hay hỏi tới hay là được nhiều bạn quan tâm đến cái đề tài đó Thường sẽ lưu lại và sẽ chia sẻ trong những cái video tới đây về những cái đề tài Cho nên các bạn có câu hỏi gì cứ để ở phía dưới mặc dù là thường không có trả lời trực tiếp Tại vì nhiều khi các bạn hỏi những câu hỏi mà phải làm nguyên một cái video hay là câu trả lời sẽ rất là dài Thường sẽ không có đánh ở phía dưới nhưng mình thường sẽ lưu lại để mà chia sẻ trong video Thì liên quan tới ứng dụng BlockFi thì có thể là nhiều bạn cũng đã nhớ là Thuận đăng một cái tweet ở trên Twitter cách đây cũng vài tháng liên quan tới những block file này Thuận đã thử sử dụng và Thuận vẫn đang sử dụng ứng dụng BlockFi này đã, đã sử dụng là gần như là 6 tháng và cũng có được một số lợi nhuận cũng rất là tốt các bạn thấy được đây là một cái ứng dụng mà các bạn có thể gửi đồng crypto của mình để mà lấy lợi nhuận. Khi mà các bạn gửi vào ứng dụng BlockFi thì BlockFi lấy tiền các bạn để mà cho người khác mượn. Đương nhiên cái số tiền mà các bạn lấy cái lợi nhuận đó đó chính là đến từ những người mà mượn tiền trên mạng lưới BlockFi Thì một trong những điều mà các bạn cần phải lưu ý khi mà các bạn sử dụng những cái ứng dụng BlockFi này Và thật ra thì bây giờ hình như là ứng dụng BlockFi chưa có hỗ trợ như bằng nào mà ở Việt Nam Nhưng mà đã hỗ trợ như bằng nào mà ở một số quốc gia như là ở Hoa Kỳ Thì các bạn nên biết là khi các bạn để tiền vào sử ứng dụng BlockFi Thì các bạn không còn lưu trữ khóa cá nhân của mình nữa mà tiền các bạn là được lưu trữ bởi khóa cá nhân của BlockFi tại vì đây là ví của BlockFi cho nên lỡ như mà có vấn đề gì thì đương nhiên các bạn sẽ bị thiệt hại nhưng mà BlockFi là một công ty cũng rất là lớn và có cái nguồn đầu tư rất là mạnh cho nên họ cũng có bảo hiểm nhưng bảo hiểm có tốt hay là không tốt thì khi, khi nào mà có vấn đề xảy ra chúng ta mới biết được thôi thì chỉ lưu trữ một phần ở trên ứng dụng BlockFi một phần nhỏ thôi Phần còn lại các bạn cũng đã biết là Thuận lưu trữ trong những cái ví chứa lạnh cũng như là một số những cái ví cá nhân mà Thuận đã chia sẻ với các bạn Và Thuận hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này và nếu như mà các bạn muốn theo dõi Thuận Capital trên những cái mạng xã hội để nhận được thông tin mới nhất thì các bạn có thể theo dõi bằng cách là bấm vào cái link ở phía dưới video này à, Các bạn sẽ tìm thấy những cái link như là Telegram, Facebook và Twitter hay là các bạn là một trader thì trước khi mà các bạn tham gia vào một cái sàn giao dịch nào các bạn hãy bấm vào cái link ở phía dưới video này các bạn có thể tìm thấy những cái ưu đãi dành riêng cho cộng đồng một thùng capital như là các bạn có thể tham gia vào sàn margin fx đăng ký sàn fx thông qua link thuận capital các bạn có thể điền đơn để được vào nhóm những hỗ trợ cũng như là các tín hiệu trade miễn phí hay là các bạn có thể tham gia vào sàn binance khi mà còn tham gia vào sàn Binance Thamo Link Thuộc Capital các bạn sẽ được giảm 20% phí giao dịch mãi mãi khi mà còn bấm vào cái link đăng ký thì các bạn cần phải lưu ý là ở phía dưới này các bạn sẽ thấy được là kickback rate là 20% có nghĩa là các bạn sẽ giảm 20% mãi mãi khi mà các bạn tham gia sử dụng link của Thuận Capital và các bạn có thể tham gia những sàn margin như là sàn Bybit hay là sàn Coinbase hay là sàn Remitano hay là ứng dụng BlockFi mà thường mới vừa nói tới. đương nhiên tham gia vào trading crypto thì có cái nguy hiểm rất là cao, cho nên không phù hợp. Bây những mà nào mà không chấp nhận nguy hiểm cao và tham gia vào trading margin thì nguy hiểm lại càng cao hơn. Đây là những điều mà thường muốn các bạn lưu ý. Và Thuần sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp. Tạm biệt các bạn.